bảo vệ. Muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết giỏi võ, phải khỏe, phải bắn súng giỏi. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lực lượng công an Việt Nam nói chung và Học viện An ninh Nhân dân nói riêng luôn luôn chú trọng đến việc đào tạo cán bộ công an phát triển một cách toàn diện cả về trí lực và thể lực, nâng cao ý chí chiến đấu, bản lĩnh nghề nghiệp, lòng dũng cảm và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đầu tiên do Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định mở tại trường năm 1969. Võ thuật công an nhân dân đã được đưa vào giảng dạy chính thức trong các trường công an nhân dân và ngày càng có vị trí quan trọng trong các hoạt động nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Võ thuật công an nhân dân là môn phái võ tổng hợp từ hình thành trên cơ sở kế thừa chọn lọc nhiều môn phái võ và tổng kết thực tiễn chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Võ thuật công an nhân dân phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân và rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ công an khả năng vận động với cường độ cao, giúp con người nhanh nhẹn, có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai và lòng quả cảm. Quý vị đang theo dõi bài võ tổng hợp 44 động tác, 10 động tác chiến đấu của võ thuật công an nhân dân. Đặc trưng của võ thuật công an nhân dân là các thế đánh, cách đánh bằng chân tay không hoặc vũ khí thô sơ, phù hợp với đặc điểm công tác trong từng tình huống cụ thể mà cán bộ chiến sĩ công an phải sử dụng võ thuật để tấn công, trấn áp tội phạm hoặc để phòng ngự khi bị tội phạm phần tử xấu tấn công, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng đội và nhân dân. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong xu hướng hội nhập ngày càng khó khăn phức tạp, đòi hỏi mỗi sinh viên an ninh không chỉ giỏi về nghiệp vụ pháp luật, nâng cao trình độ mọi mặt mà còn phải tinh thông võ thuật, kỹ chiến thuật quân sự, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 lời Bác Hồ dạy, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
của Võ Công an Nhân dân dưới sự huấn luyện của võ sư Bùi Trọng Phương. Đó là đòn quyết tử. Nếu đánh không chính xác thì người đánh cũng sẽ bị chấn thương. Còn ngược lại, khi chính xác và đánh trúng đích thì sẽ trở thành một đòn vô cùng hiệu quả. Để luyện tập được chiến thuật này, đòi hỏi mỗi người phải luyện tập bền bỉ, không ngại gian khổ, dẻo dai, có sức bật của chân, kết hợp yếu tố bất ngờ khiến cho đối phương khó chống đỡ. Thực hiện được chiến thuật này, các võ sinh phải có các kỹ năng cơ bản như tim
cùng tiếp tục đến với phần tình huống của võ thuật công an nhân dân. Trong màn biểu diễn này, chúng ta sẽ được theo dõi hai chiến sĩ an ninh đang trên đường xuống cơ sở phân nhiệm vụ thì bất ngờ gặp một toán cướp đang dập đều và hành hung một người phụ nữ. Khi gặp hai đồng chí, chúng tên cướp đã dùng các vũ khí sắc nhọn để tự vệ và bỏ chạy. Nhưng trong chiến thuật của võ thuật công an nhân dân đó là nhanh, mạnh, dứt khoát, các đối tượng đã bị khống chế.
khóa mới, năm